view chỗ này là công nhận là đẹp thật. Ừ, cảnh quan mọi người ngồi đấy. Không nhìn nữa, không chịu nhìn. Gái không nhìn hoa. Gái nhìn hoa. Hoa đang chụp bằng chân chung. Trời ơi, để xem mặt hoa. Cô tặng em. Nó lại còn chạm chạm xuống đất luôn. Cái lá cây này. Nó giống mấy cây. Nó giống mấy cây ở ấy nhỉ? Mai hai chục chứ hai về cho. Wow. Đẹp chưa? Chỗ này đẹp nhỉ? Ừ, đẹp thật đấy. Đi bộ xuống đi tí. Đi bộ xuống đi. Mình thằng đây là chịu hai vợ chồng. Chịu hai vợ chồng cái này. Chụp đứng đây, chụp này. Đứng lên anh chụp cho hai vợ chồng kiểu. Ông này có bao giờ chụp ảnh không? Sao chụp anh? Nhà là có hai kiểu anh ạ. À. Giống nhà anh ghê. Cầy đẹp ghê. Ờ đứng phía này nhìn. Ờ phía này nhìn nó có sáng hơn. Bồng cò ghê. Bồng cò nhá. Đẹp. Ừ. Bông này đẹp. Thích. Ừ. Đây. Đây. Con gái ơi. Con gái ăn gì nhở? Ơi kệ. Gì chầm vấn. Vấn lại dụng, vấn lại dụng. Nhà kính này chắc chả ai vào bây giờ nhỉ? Nhà kính nha. Ờ nhỉ. Toàn mấy cây Việt Nam. Cái cây này to nha. Ừ, cái chùm này đẹp. Ừ. Cái chùm đẹp. Nó ra chùm. Nó có màu đậm hơn màu này. Chứ mấy cái màu trắng lên thì không đẹp. Cây này thì nhiều. Cây này to nhỉ? À, cái gì đây? À, nắp à? Ở phía đằng kia là đằng ra đằng kia rồi nhỉ? Ờ. Cái hồ mới ra cái hàng cây gì đấy. Tin ơi, Tin, xuống đi. Xuống đi bộ đi thôi.
Đó là công viên ai như này. Chụp thôi, chụp ngược sáng này. Chứ còn một dạo anh đi xin, trước khi xin việc này anh cũng đi xin việc quản lý tự sinh ấy. Nhưng mà mấy cái việc ấy nó có đòi hỏi có bằng lái xe. Em cũng bằng lái xe đúng không? Em mới thi rồi. Ờ à, thế à? Ờ à. Thì... anh học của anh. Ờ thì em là bạn em. Cây được quấn kìa. Lấy tài liệu hết của nó em học. Vào coi như em học chơi chơi thì không xong rồi. Ờ ngày học trước ấy, mình không có hạt ăn, nái thì bảo thế. Nái chắc nó không khó lắm đâu. Ôi mạng quá nhỉ. Học đến trường kia học 15 hôm rồi sao? Về đây về Tokyo thì học 1 hôm rồi sao? Cây á? Đấy là cây nó mặc áo cơ nè. Đó một cây áo này, chụp cái áo, cây có áo này. Cây to nhỉ? Đấy, kìm không? Cái cây này nó mặc áo nè. Nó mặc áo. Nó mặc áo để cho nó ấm. Sao nó lại có lá? Cây chứ không lá có cái gì? Cây có lá thì... Sao nó lại có áo? Nó mặc áo cho nó ấm. Kìm mặc áo cho nó... Tại sao mình lại mặc áo? Mình mặc áo thì cho nó ấm, cho nó đẹp. Đâu hay nào đâu? Chắc này ở đây, đây. À. Thằng này thì chỉ có gì chỉ có thằng này thích nha. Sau đây là vòng vào rừng, ta nữa mình đi vào rừng nhé Tín nhá. Rừng nào bây giờ? Rừng trong này là có rừng nhiều cây này. Hay là bỏ bóng ở đây đá đi Tín ơi. Con đá ở cái sân này này rồi. Rộng rồi. Không được đâu. Hả? Đó là mà ít người ngồi ra chỗ khác chỗ đây. Chỗ này ví dụ chỗ này ờ đá bóng ra bóng ngoài nên lên đường này đường này đường này bóng đâu nắng con lại đi chặt pin đi được không? Cái con đi nhá. Này cái hoa này nó trắng hẳn đấy. Đâu? À cái cây này trắng, trắng xanh. Cái cây này là nó mọc và nó nở hoa cái là lá nó cùng lắm. Cùng luôn. Nó không được. Wow, một cái hoa. À hoa, để đấy con, tí cô xin. Bên này bên trong thì cũng đang làm thế. Sửa gì đây? Phản đồ kìa.